One Punch Man 215+, Saitama đã phá hủy các định luật vật lý như thế nào trong trận chiến với Garou? Yo, xin chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với chúa tể quý bỉu Weebu Never Die. Chúc mọi người có một ngày làm việc và học tập thật suôn sẻ nhé. Vậy là trận chiến giữa Saitama và Garou dần như đã ngã ngũ, nối liền với vô số tình tiết hấp dẫn, ảo ma Nobita cắn Shizuka và mở ra những hướng phát triển siêu toa khổng lồ trong tương lai. Tuy nhiên, trước khi nói về những diễn biến trong các chap sau, hôm nay xin mời anh em cùng với mình hóa thân thành những con người anti môn lý và xem Thánh Chọc đã phá vỡ những định luật nhàm chán khô khan ấy như thế nào nhé. Lưu ý rằng đừng đem những điều này ra mà nói với giáo viên dạy lý và đòi công bằng nhá. Không là ăn quả trứng ngỗng, mình không chịu trách nhiệm đâu nha. Giờ thì get go! Đá cổng không gian. Cổng không gian là một năng lực bí ẩn của Blast được anh hùng hạng 1 này dùng thường xuyên và sau này bị Garou đạo nhái một cách trắng trợn, chả khác nào anh tướng củi đạo nhái cuối tuần. Về nguyên lý hoạt động, chúng ta có thể phỏng đoán như sau anh em ạ. Đó là một vùng siêu trọng lực lớn đến nỗi làm không gian biến dạng và tạo thành các lỗ sâu. Để dễ tưởng tượng hơn, anh em có thể chấm 2 điểm ở hai đầu tờ giấy. Bình thường nếu muốn đi từ điểm này đến điểm kia thì phải vẽ một đường thẳng dài. Tuy nhiên, nếu có một lực đủ lớn, gấp tờ giấy lại và hai điểm ấy trùng với nhau, khi ấy chẳng phải là ta đã tạo nên cổng không gian rồi sao? Một lưu ý tiếp theo rằng, dù được gọi là cổng, nhưng đó chỉ là một từ tượng trưng cho dễ hình dung mà thôi. Nó thực chất không phải là cổng, mà là một vùng không gian bị biến dạng. Mà nếu đã là vùng không gian thì làm sao mà tác động được, đúng không nào? Không tin anh em cứ thử tung đấm vào không khí mà xem có điều gì xảy ra không? Đương nhiên là không rồi. Thế mà Saitama chỉ với một cú sút nhẹ nhàng như Roberto Carlos đã đá bay cổng không gian ấy trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngây ngô của Garou. Cú đá này nói lên một điều rằng Saitama có thể là một người bình thường bị dịch chuyển bởi cổng không gian, nhưng nếu anh muốn thì nó sẽ bất bình thường ngay. Việc này đột nhiên làm cho mình vẽ ra một viễn cảnh trong đầu anh em ạ, là Saitama sẽ thổi bay cả hố đen, hố trắng và rất nhiều hố khác. Nếu thật sự là như vậy thì chỉ có hai từ để nói thôi, quá đã! Vượt qua tốc độ ánh sáng. Nếu anh em là một người đam mê khoa học thiên văn, hẳn đều sẽ biết một điều rằng tốc độ ánh sáng xấp xỉ 300 triệu mét trên giây là giới hạn của mọi thứ trong vũ trụ. Không thứ gì có khối lượng đủ sức di chuyển với tốc độ này. Thậm chí nhiều người còn tin rằng khi đạt đến ngưỡng tiệm cận tốc độ ánh sáng, thời gian sẽ ngưng lại. Tuy nhiên, Saitama đã vượt qua được nó rồi đấy anh em ạ. Nhiều bạn sẽ nhầm lẫn giữa việc vượt qua tốc độ ánh sáng và dịch chuyển tức thời. Nhưng mình nói luôn, nếu dịch chuyển tức thời thì cần phải tạo cổng và chui vào như Garou và Blast hay làm. Còn nếu bay, nhảy, chạy các kiểu thì mới là vượt qua tốc độ ánh sáng. Và dù chưa được xác nhận, nhưng với những chi tiết rõ như tô hủ tiếu gõ mà Murata cài cắm, mình chắc chắn với anh em rằng trong trận chiến với Garou vừa qua, Saitama đã vượt qua tốc độ của ánh sáng, phá vỡ mọi định luật trong vũ trụ qua những chi tiết sau. Ở chap 214, anh và Garou đã di chuyển một đoạn đường từ trái đất đến vệ tinh Io của sao Mộc chỉ trong cái chớp mắt. Mà khoảng cách từ nơi này đến hành tinh xanh tận hơn 600 triệu km. Tức là nếu ánh sáng muốn đi du lịch từ trái đất đến Io cũng phải cần khoảng thời gian là nửa tiếng. Vậy mà động năng từ vụ va chạm đấm nghiêm túc lại đẩy cả hai đến đó trong vòng vài giây. Tại đây nhiều người sẽ nghĩ là do Blast cùng đồng đội dịch chuyển, nhưng mình tin chắc là không phải anh em ạ. Thứ nhất, Blast đã thừa nhận là không đủ sức bao quát nguồn năng lượng lớn như thế. Thứ hai, điều mà họ làm là tạo ra phản lực nhằm đổi hướng thiệt hại ra xa khỏi trái đất, chứ không phải là dịch chuyển hai thanh niên này. Và thứ ba, tại sao mình nói Saitama chứ không phải là Saitama và Garou? Bởi vì khi ấy, sức mạnh của Garou từ copy sai hói mà có chứ đâu hả anh em? Nên công bằng mà nói, Saitama đã bay với tốc độ nhanh gấp đâu đó là 1800 lần ánh sáng. Oh my god! Ngoài chi tiết đó ra, ta còn có thể kể đến vài pha như luôn nhảy đến trước mặt Garou mặc cho việc cậu có hack bằng cổng dịch chuyển, dùng những tảng đá nhảy qua nhảy lại tạo nên hàng loạt tia sáng chằng chịt, vân vân và mây mây. Thậm chí ở chi tiết Garou dùng cổng dịch chuyển về trái đất, nếu sai hói không đi nhờ, mình nghĩ là anh vẫn có thể quay về hành tinh xanh chỉ trong chớp mắt, với điều kiện là không bị Zoro nhập. Anh em thấy đã ngộp chưa? Ngộp rồi á, nhưng mà còn nữa này. Saitama trong trận chiến đang phát triển từng giây với cấp số nhân. Điều đó nói lên rằng sẽ đến một lúc nào đó tốc độ của Saitama sẽ vượt qua những gì mà chúng ta đã tưởng tượng được và đạt đến thứ gọi là tốc độ ý nghĩ mà mình từng đề cập đến ở một video trước kia. Anh em nào mà là fan cứng của kênh thì nhớ comment bên dưới xem tốc độ ý nghĩ là gì nhá. Người comment đúng và sớm nhất sẽ được lên TV ngay và luôn đó nha. Đảo ngược thời gian. Einstein từng nói thời gian chỉ là một khái niệm tương đối và nó hoàn toàn có thể bị bẻ cong. Trong vũ trụ manga anime cũng không ít nhân vật có thể làm được điều đó. Thậm chí một đám nhóc với con trồn màu xanh còn đi qua đi lại như cơm bữa. Tuy nhiên, đối với vũ trụ One Punch Man thì đây là điều đầu tiên, cũng là mốc đánh dấu sức mạnh của Saitama là vượt trên không thời gian. Vì sao mà mình nói là Saitama thay vì Garou? Rõ ràng là tuyệt kỹ này do cậu giác ngộ mà. Là vì thế này anh em ạ, pha du hành thời gian ấy đến hoàn toàn là nhờ sức mạnh của Saitama chứ không phải là vì sự kết hợp giữa cả hai như nhiều người lầm tưởng. Bởi vì trước khi kết thúc động tác là Garou đã đi bán muối rồi còn đâu. Thứ hai, chính miệng đệ tử bang cũng thừa nhận rằng mình chỉ vô tình giác ngộ được nó chứ không đủ khả năng dùng nó. Chỉ có Saitama copy tuyệt kỹ này với sự ưu việt hơn rất nhiều thì mới thực hiện được. Có điều khác với Doraemon, hai bản thể ở hai thời điểm có thể gặp nhau, đấm nhau, thậm chí là đổi thời gian cho nhau. Thì Saitama sau khi du hành ngược về quá khứ đã bị gom lại làm một và dường như dần quên hết những gì vừa xảy ra. Chứ nếu mà không quên thì chắc suốt ngày anh chọc tua đi tua lại để giải trí hay là cho kịp giờ săn sale. Thì thôi, bác sĩ lạ hay là các cảnh sát thời gian có mà khóc tiếng mãn thanh luôn đấy chứ. Saitama là thực thể, không phải sinh vật sống. Trên Twitter, tác giả từng xác nhận rằng Saitama là một sinh mệnh vượt trên tất cả quy luật. Hay trong chính tráp 215, Garou cũng phải thốt lên rằng tên này là thứ quái quỷ gì vậy? Một thực thể như hắn không nên tồn tại trên trái đất. Mà cho dù bản dịch ấy có lỗi đi chăng nữa thì những thứ mà sai hói thể hiện trước giờ chắc cũng đã đủ bằng chứng cho sự suy luận Saitama là thực thể chứ không phải là sinh vật sống, đúng không nào? Vậy hai khái niệm ấy khác nhau như thế nào? Thực thể là một thứ tồn tại như một chủ thể một cách thực sự chứ không phải là chủ thể. Nó có thể tuân theo vật lý hoặc không và đặc biệt là không cần sự tồn tại của vật chất. Hay hiểu nôm na ta có thể gọi là thần thánh ấy anh em ạ. Vậy Saitama có những điểm gì khác sinh vật sống bình thường? À thì cũng đâu có gì đâu anh em. Xương vài cái như thế này. Không cần oxy để thở này. Chống lại bức xạ vũ trụ này. Miễn nhiễm sức mạnh tâm linh. Có điều là vẫn bị bệnh như bình thường. Thế mới hài chứ. Bao nhiêu thứ khủng khiếp vẫn không bị ảnh hưởng mà lại bị cảm hắt xì và đầy bụng. Thực thể này chắc là chúa rồi. Chúa hề ấy. Tóm lại là nếu thật sự Murata đang muốn hướng anh chọc theo kiểu này thì trong tương lai trận chiến của anh sẽ mang quy mô vũ trụ và hơn thế nữa. Anh em nào mà là fan Marvel thì chắc sẽ quen rồi đúng không nào? Đặc biệt là sai hói những chap gần đây cực kỳ giống Thor trong Love and Thunder. Điểm nào thì anh em cứ thử đoán xem. Mình chỉ gợi ý là liên quan đến cảnh ở đấu trường thôi nhá. Cơ thể kim cang bất hoại. Và điểm cuối cùng vô cùng phi logic vật lý phi hành tây làm cho Saitama khác biệt hoàn toàn so với những nhân vật manga khác là anh dường như không thể bị thương. Không phải là hiện tại chưa ai đủ sức làm sai bị thương, mà cảm giác như là không thể bị thương theo đúng nghĩa đen luôn ý anh em ạ. Chả biết là tác giả có ý gì mà đôi khi ông lại vẽ những nét làm người đọc hiểu lầm rằng Saitama đã bị thương. Như là sau khi ăn đòn bộc phá gamma hay những hạt bụi vũ trụ bay ra trông giống máu nữa chứ. Chịu ngài Murata thật, trôn ác thế không biết. À mà ngoài ra thì mình cũng khẳng định luôn là Saitama không hề cảm thấy đau. Những biểu cảm nào là nhăn mặt, méo mồm đều là làm cho vui cả đấy. Không tin anh em cứ thử nhìn vào mặt anh chọc khi Genos bay đến tông xem. Trông cứ như là sắp ói đến nơi vậy. Quỳ luôn. Tóm lại là nếu một nhân vật sở hữu sát thương cực khủng, họ vẫn có thể thua. Nhưng nếu sở hữu khả năng phòng thủ vô hạn thì chắc chắn là vô địch. Riêng Saitama, anh sở hữu cả hai phía, cho nên mang gót đến đây. À mà có điều thế này, Saitama tuy là một thực thể phi vật lý, nhưng trong phân đoạn anh dùng quyền pháp của Garou để đảo ngược thời gian, ta có thể thấy rằng những thành phần tạo nên anh chọc vẫn là hạt và phản hạt. Vậy nếu có kẻ mang năng lực tác động lên phân tử thì sao? Liệu sẽ tác động được lên Saitama? Cũng có thể à nhá. Tuy nhiên, những trang truyện về sự đảo chiều của nguyên tử ấy cũng chỉ là hình dung của Garou hoặc tác giả, không hoàn toàn mô tả quá trình thay đổi bên trong Saitama, nên rất có thể sau này sẽ lại lộ ra là anh làm được điều đó vì anh muốn, chứ chả có nguyên tử đảo chiều, đổi điện tích gì cả thì sao đúng không nào? Vậy anh em nghĩ trường hợp nào sẽ xảy ra? Saitama có được cấu tạo từ vật chất và phản vật chất không? Comment bên dưới cho mình biết nhá. Rồi, và đó là những lần Saitama gọi định luật vật lý là DBRR. Anh em thấy anh chọc nhà ta có bá không nào? Quá bá luôn đấy chứ. Vậy thì hãy đến ngay với góc comment để xem các con dân fan một đấm đang điên đảo như thế nào nhá. Đầu tiên là bạn Nika giấu nghề. Thứ gì Saitama cũng có thể làm mà vẫn không thể giàu. Chắc là Saitama đã chọn nâng full yếu tố chiến đấu cho game giả lập cuộc đời nên hết điểm nâng yếu tố tiền bạc đấy bạn ạ. Nhiều lần tiền đến tay rồi mà vẫn để rơi mất. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo mà. Bình luận của bạn Phạm Tuấn Trung. Tự nhiên thành fan của Garou luôn. Không những mạnh mà còn thông minh và cờ lờ. Còn có tình người nữa chứ. Thấy cảnh thanh niên này khóc bù lu bù loa mà thương gì đâu. Mong là anh sẽ nhận được sự tha thứ và trở về chính đạo. Và cuối cùng là bình luận của bạn Kiên Nguyễn. Vậy là chúng ta đã mất một cái donut vị sắt. Mấy cái donut vị lửa là đủ rồi bạn ạ. Mình không cần thêm donut vị sắt hay gì nữa đâu. Amen. Và anh em đừng quên để lại comment bên dưới video này để có cơ hội lên TV những số tiếp theo nhá. Nếu thấy chủ đề hôm nay thú vị thì đừng ngần ngại ấn một like và một đăng ký kênh để trở thành Weebu cứng của tập đoàn Weebu Never Die nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.